Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đà Tẻ. Chương trình hôm nay cũng có các nội dung sau đây. Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 1 năm 2023. Hội cựu giáo chức tỉnh Lâm Đồng sơ kết giữa nhiệm kỳ. Hội thi bí thư chi bộ giỏi cùng các đảng bộ cơ quan quân sự, trường trung học phổ thông Đà Tẻ và trung tâm y tế huyện đợt công tác dân vận về với buôn làng, ba cùng với nhân dân tại Tôn Ca Long, xã Tà Pan. Liên đoàn lao động huyện Đà Tẻ tổ chức hội thi trình diễn thời trang công sở. Huyện đoàn Đà Tẻ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 5 tháng 7, Ban tổ chức huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Đà Tẻ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2023. Tham dự lớp học có gần 40 học viên là đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở đảng trong huyện. Tại đây, các học viên được nghiên cứu học tập 10 nội dung cơ bản theo chương trình của Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn bao gồm Chủ nghĩa Mark Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nền tảng tư tưởng, Kim Chế Nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam, Phát triển giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng đầu lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình bảo đảm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở tăng cường xây dựng trình đốn đảng, phân đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề tự chọn về tình hình thời sự, những chủ trương chính sách mới của đảng và nhà nước. Được biết trong quá trình học tập, học viên sẽ tiến hành thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc và làm bài kiểm tra để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học làm cơ sở để chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị. Sự và chỉ đạo lớp học, đồng chí Hồ Quốc Phong, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy. Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã chúc mừng các học viên đã trở thành đảng viên mới. Đồng chí cũng đề nghị ban tổ chức lớp học các học viên thực hiện nghiêm túc việc học tập trong suốt quá trình diễn ra lớp học. Theo kế hoạch, lớp học diễn ra trong 7 ngày từ ngày 5 tháng 7 đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 6, tại huyện Đà Tẻ, hội cựu giáo chức tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ khoa 4 2021-2025. Hội nghị do nhà giáo ưu tú Huỳnh Văn Bảy, chủ tịch hội cựu giáo chức tỉnh chủ trì. Trong nửa nhiệm kỳ qua, hội cựu giáo chức tỉnh Lâm Đồng từ bước được củng cố phát triển, tiếp tục định hình được nội dung và phương thức hoạt động, đưa hoạt động của hội vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả. Trong đó, công tác củng cố phát triển, xây dựng hội vững mạnh đã có phần làm gia tăng số lượng hội viên mới vào hội là 404 người, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 3.344 người, ước đạt tỷ lệ 79,3% trên tổng số nhà giáo hưu trí đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng. Số hội viên này hiện đang sinh hoạt trong 89 hội cơ sở ở 12 huyện thành hội. Phong trào thi đua xây dựng hội cựu giáo chức vững mạnh được chú trọng duy trì và đẩy mạnh từ hội cơ sở đến tỉnh hội. Năm 2021, toàn tỉnh có 76 hội cơ sở, và 10 huyện thành hội được công nhận vững mạnh. Tỷ lệ 83,3%, năm 2022, toàn tỉnh có 75 hội cơ sở và 9 huyện thành hội được công nhận vững mạnh, tỷ lệ 75%. Tỷ lệ gia đình hội cựu giáo chức gương mẫu hàng năm đạt gần 90%. Nhiều gia đình cựu giáo chức trở thành điểm sáng lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Các huyện thành hội có 100% gia đình cựu giáo chức gương mẫu là Bảo Lộc, Đà Lạt, Đơn Dương, Bảo Lâm, Đà Tẻ và Cát Tiên hội cựu giáo chức các cấp đã chú trọng đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển theo bề rộng trong nửa nhiệm kỳ tổng số tiền hỗ trợ cho công tác khuyến học trên 1,34 tỷ đồng với gần 4.000 học sinh được thụ hưởng trong hai năm 2021-2022 và 6 tháng đầu năm 2023 các đơn vị đã đóng góp 150 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo và ủng hộ gần 600 triệu đồng cho các quỹ xã hội nhân đạo từ thiện. Với khẩu hiệu hành động, đoàn kết, trí tuệ, nêu gương, trách nhiệm, hội cựu giáo chức tỉnh đã đề ra phương hướng chung của nửa nhiệm kỳ còn lại là không ngừng phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, yêu người và yêu nghề của nhà giáo, phát triển và củng cố hội vững mạnh. ngày 5 tháng 7 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Cụm Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Trung tâm Y tế và Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Đà Tẻ vừa tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Đây là hội thi cấp cơ sở được tổ chức đầu tiên trong huyện. Hội thi có sự tham gia của 11 đồng chí là bí thư các chi bộ trực thuộc ba đảng bộ kể trên. Trong đó, Đảng bộ Quân sự và Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Đà Tẻ, mỗi đảng bộ có 3 đồng chí. Đảng bộ Trung tâm Y tế có 5 đồng chí tham gia. Các đồng chí dự thi đã trải qua 4 phần thi gồm phần tự giới thiệu, phần thi trả lời câu hỏi nhận thức về đảng và công tác xây dựng đảng, phần thi về xử lý tình huống và thi thuyết trình chủ đề tự chọn. Nội dung tập trung vào những nội dung cơ bản trong điều lệ đảng, quy định hướng dẫn có nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của tri ủy, tri bộ, bí thư tri bộ, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng đảng trực tiếp đến tri bộ, tình hình thực tế của từng địa phương gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05, kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Sau một ngày diễn ra, Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đồng chí Nguyễn Hồng Vân, bí thư chi bộ chính trị đảng bộ quân sự huyện hai giải nhì thuộc về đồng chí Bùi Dương Vân Anh, Bí thư chi bộ 1, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Đà Tẻ và đồng chí Nguyễn Thị Tư, Bí thư chi bộ 1, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện. Trao hai giải ba cho các đồng chí Nguyễn Vũ Thành Công, Bí thư chi bộ 3, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Đà Tẻ và Bế Thị Lan Hương, Bí thư chi bộ 5, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Đà Tẻ. Ngoài ra, trao hai giải khuyến khích cho các đồng chí thuộc Đảng bộ quân sự huyện. Hội thi nhằm phát động các phong trào thi đua giữa các chi bộ trong toàn đảng bộ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở, nâng cao chất lượng về công tác xây dựng đảng ở cơ sở, phát hiện nhân tố mới để quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2023, ban chỉ huy quân sự huyện Đà Tẻ phối hợp với trung tâm y tế, hội cựu chiến binh huyện, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo về với buôn làng ba cùng với nhân dân đợt 2 năm 2023 tại Tôn Ca Long, xã Đà Ban. Tham gia để công tác dân vận và thực hiện mô hình về với buôn làng ba cùng với nhân dân lần này có gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ của các đơn vị, trung tâm y tế, hội cựu chiến binh, cơ quan quân sự, và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đà Tẻ, bà con nhân dân thôn Tôn Ca Long đã phối hợp tổ chức đợt công tác dân vận và thực hiện mô hình. Theo kế hoạch, lực lượng tham gia làm dân vận sẽ phối hợp triển khai thực hiện nhiều nội dung hoạt động như tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khám bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, trồng cây, trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh dọc các tuyến đường, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo sửa nhà, phát cỏ, làm vườn, rẫy, giao lưu thể thao, văn nghệ với nhân dân tại địa bàn. Trong suốt 2 ngày, lực lượng tham gia đội công tác dân vận đã được chia làm 8 tổ với những phần việc được phân công cụ thể như tôn tạo cảnh quan, trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên của phân hiệu trường tiểu học Xuân Thành tại Tôn Ca Long, phát quang cây dại, thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh dọc các tuyến đường khu vực đến hộ trường thôn, khu vực trường mầm non phân hiệu thôn Tôn Ca Long, khu vực trạm y tế của thôn, tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh và người dân trong thôn tiến hành thăm, khám, tư vấn phòng chống các loại dịch bệnh về hô hấp, tiêu hóa, về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân trong thôn. Ngoài đảm đương các phần việc trên, các tổ chức tham gia được công tác dân vận còn về giúp bảy gia đình trong thôn thu dọn vệ sinh nơi ở, phát quang cây, cỏ dại quanh khu vực nhà ở và ngoài vườn. Với những phần việc, hoạt động cụ thể và thiết thực, đời công tác dân vận thực hiện mô hình về với buôn làng, ba cùng với nhân dân tại thôn Tôn Ca Long, xã Đà Ban đã mang lại nhiều ý nghĩa đó là sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân vùng sâu vùng xa của huyện nói chung với đồng bào dân tộc thiểu số tây nguyên nói riêng bằng những việc làm thiết thực qua đó khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên trong lao động sản xuất và sinh hoạt góp phần xây dựng đời sống ngày một phát triển cũng như vun đắp khối đạn kết toàn dân tộc thắt chặt mối quan hệ đảng chính quyền với nhân dân càng thêm bền vững để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương đà tẻ giàu mạnh và ổn định Thưa quý vị và các bạn, chào mừng đại hội công đoàn huyện Đà Tẻ lần thứ 7 tiến tới đại hội 13 công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 vừa qua. Liên đoàn lao động huyện Đà Tẻ tổ chức hội thi trình diễn thời trang công sở trong công nhân viên chức lao động huyện. Tham gia hội thi có gần 200 thí sinh là cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang tham gia sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đà Tẻ và các công đoàn ngành đóng trên địa bàn. Tại hội thi các đội đã mang đến cho hội thi những phần trình diễn đan xen giữa trang phục áo dài truyền thống, cách tân và trang phục công sở đặc sắc phong phú với những nét đẹp lịch thiệp đặc trưng của cán bộ công chức viên chức người lao động. Đó là vẻ đẹp duyên dáng qua những trang phục tà áo dài, sự nghiêm túc, chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện qua các đồng phục của đơn vị hay trang phục áo sơ mi, quần âu. Nhiều cặp đôi lại thể hiện vẻ trẻ trung, hiện đại qua trang phục váy, những bộ vét tông nam lịch thiệp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã chọn ra những phần trình diễn xuất sắc để trao giải. Giải nhất thuộc về đội thị trấn Đà Tẻ. Ba giải nhì được trao cho đội ngân hàng, cụm thi đua số 1 và cụm thi đua số 2. Trao hai giải ba cho các đội xã Cụ Oai và Thuế, Kho Bạc, Văn phòng đăng ký đất đai. Cho tám giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ như trang phục đẹp, phong cách biểu diễn ấn tượng nhất, cặp đôi trình diễn xuất sắc đội có số lượng cổ động viên tham gia cổ vũ đông nhất. Hội thi là sân chơi của cán bộ công chức viên chức người lao động đang làm việc công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đa Tẻ. Qua đó, nhằm tuân vinh vẻ đẹp hình thức, tâm hồn, trí tuệ và tạo tinh thần động viên khích lệ để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thi đua rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào công đoàn tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đoàn Thanh niên các cấp, cấp đã tập trung triển khai có hiệu quả chủ đề chương trình công tác đoàn, các hoạt động phong trào được diễn ra rộng khắp với quy mô hiệu quả, ý nghĩa cao, tạo hiệu ứng sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng, được lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các ngành, địa phương và nhân dân đánh giá cao. Công tác giáo dục của đoàn được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng, quán triệt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội đoàn các cấp, cấp đến với 100% cán bộ, đoàn viên, 80% thanh niên trên địa bàn của huyện. Các cuộc vận động lớn được các cơ sở đoàn quan tâm triển khai với nhiều hoạt động phong trào thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Phong trào thanh niên tình nguyện được các cấp bộ đoàn hộ trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả, thông qua nhiều hoạt động như chương trình bán hoa xuân yêu thương, rửa xe, bán hàng gây quỹ, đã quyên góp được 31 triệu 560 000 đồng và tặng quà cho 62 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Chương trình ngày thứ bảy tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2023 tại Buôn Tố Lan xã An Nhơn với sự tham gia của 58 đoàn viên đã thăm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 80 người dân, tu sửa 100 mét đường giao thông liên thôn, phối hợp tổ chức ngày đoàn viên tham gia chuyển đổi số năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã ra quân tuyên truyền hỗ trợ 156 địa điểm kinh doanh dịch vụ buôn bán tạo mã QR thanh toán điện tử không cần tiền mặt, hỗ trợ 310 người dân đăng ký SIM chính chủ, sử dụng các ứng dụng trực tuyến, thành lập 12 đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số với 146 thành viên tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Đến nay đã hỗ trợ 8.350 người dân đăng ký SIM chính chủ, cài đặt và sử dụng ứng dụng đa tẻ trực tuyến, kết nối giữa người dân với chính quyền, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hỗ trợ học sinh hoàn thành tiêu chí học tập tốt trong phong trào học sinh ba tốt, phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 1410 đoàn viên thanh niên. Trao tặng 6 mô hình sinh kế đoàn viên gồm con giống, cây giống, tổng trị giá 21 triệu đồng. Phối hợp với tỉnh đoàn và công ty sổ số, số kiến thiết Lâm Đồng cho tặng một căn nhà nhân ái cho một đoàn viên tại Tôn Ca Long xã Đạ Ban với số vốn 50 triệu đồng. Dịp này, Ban chấp hành huyện đoàn cũng đã tổ chức tặng quà chia tay hai đồng chí trong ban chấp hành đã trưởng thành đoàn